lên lên cho mọi người. Thầy cũng hứa với anh em là tối nay xuyên đêm, nhưng mà cái game thứ 6 ngày 13 mình tải nó bị lỗi rồi cho nên không chơi được. Mình đang tải lại không biết có kịp nhiều chơi vào tối nay không nữa, cho nên thì cũng chơi thử chơi lại cái game phố này đi. Em thông cảm giùm. Ơi, giờ vô game. Để chúng ta có thể có lợi chơi được lâu một xíu thì chúng ta chơi 50-50. Giải trí. Solo showdown này là gì vậy? Chế độ mới hả? Hay á, vô thử rồi. Đang tìm trận, nay là em vậy thôi. Game này cực đẹp, hay và nó chơi rất là khó, mà ít người coi mấy người khác. Giờ có còn ngày xưa cái này chỉ là có ngồi về kia thôi. Còn cho rồi nấp xuống chứ. Chơi nhau ghê. Solo shootout này khó gì ta. Showdown. Game khó vừa lừa. Game khó kiểu này chơi dài dáng qua game khác chơi quá. Xóa game. Hello Châu Gamin. Thì hứa với anh em chơi thứ 6 ngày 3 nhưng mà tải nó bị lỗi rồi cho nên tải lại. Không có cái FC, không có tài khoản FC nên tải lâu quá trời lâu luôn. Có 5GB à, tải cái chừng 6 tiếng đồng hồ vậy đó. Em thấy khổ không? Tiếng nhỏ hả? Để coi nữa. Đó, lần nào cũng bị giảm xuống đó. Nó tự giảm xuống đó, không biết sao nữa. Mình cài đặt rồi, cài đặt rồi mà tiếng nó bị giảm xuống, khó chơi. Vừa rồi kiếm chỗ nào vắng vắng để chơi được lâu lâu một xíu. Thì hứa với anh em chơi cái game 6 ngày qua nhưng mà tải nó bị lỗi rồi, mình tải FC á. Game này hả? Toàn thánh không à, chơi hay vừa lừa. Mày hả ơi? Hay quá, nó hay vừa lờ luôn. Chơi 2-3 thằng lại giết được đúng một thằng, xém chết nữa chứ. Game khó quá à, chơi không ăn nổi. Toàn thánh không à, sao chơi lại. Mà chắc mình tắt game này mình chơi game khác quá, anh em thấy sao? Game khó vừa lờ luôn. Chơi 50-50 đi cho dễ. Ê ê, em chưa vào mà. Anh chưa vậy. À đây đây, được rồi rồi. Game khó quá chắc chơi. Thui gì em? Là sao? Làm bài bán cái đi, cho nửa tiếng tiếng gì để anh cắt video ra anh chứ. Ghi là tiêu đề game khó quá, xóa bỏ, hủy game. Chí không? Lát nữa anh chơi cái game gì của Garena nha. Game bắn súng của Garena hay lắm, cũng gọi là thuộc top 2 rồi. Nó không thua kém mấy game khác đâu. Giật lắc quá vậy. Giật lắc quá. Hơi du lát nha. GOE GOE á, khoảng nữa chơi trò này nửa tiếng đồng hồ thôi. Trò kia chơi lâu lâu xíu đi, trò kia chơi hát đồ lấy top đồ. Trò này khó ăn vừa là, mới vô một trận có 5 phút. Một trận với mình chỉ có 5 phút thôi. Ngon. Go 2 tiếng chơi 2 phút là sao? Là sao em? À, game này hả? À, game này thấy cũng vô mau hả? À. Game... Cái gì đây? Súng súng mới hả? Cái gì đấy? Bộ nhảy ở đâu chết luôn. Chúng ta ở đây mình rồi. Chúng ta ở đây mình này ngon. Follow me game đẹp vừa là luôn mà không ai chơi là sao? Game khó à, bye bye em à, ngủ sớm vậy tối nay em định chơi khuya mà. Ôi vãi nồi, cái cổng phá. Chúng ta 46 rồi, ngang bằng nhau rồi. À đi đường nào vô đây? Đi con đường trên không của những thanh niên. Hai geng. Oh! What the hell? Nó chơi mình rồi. Sao nó không cứu? Ra kìa, cứu kìa. Và chúng ta yếu thấy được nào. A cẩu sờ chim vui vẻ. Ok, thanh Kiều không? Ok, cảm ơn. Quái nào. Sub cho mình lên đây. Đậu phộng sub cái con đậu phộng bắn nè. Thứ nào thế? Chúng ta đã đi vào chiến trận. Ủa không bắn đâu hết trời vậy? Hai vừa lờ. Điếu thang nữa chị. Sao méo thế nào chị? Game vừa... Tiên phong Aleh hấp. Green yếu gần bắn. Chúng ta chơi 50-50 dễ hơn đúng không? 50-50 là win-win auto win. Rồi đi chơi 50-50 đi cho khỏe, không tranh chấp với đời, sống rồi ha. Chơi giày dán nữa rồi xong rồi nghỉ rồi phải nha. Thanh niên A Cẩu gì đâu mà vào cái rồi ra luôn rồi, không giúp gì hết. Nó nãy 179 cái giờ gớt lại, biết nào được 200. Alo alo. Hello. Hello Hồ Chung, tối nay không chơi được game không có được Forest với thứ 6 ngày qua rồi. Tại thứ 6 ngày qua tải bị lỗi, cái bây giờ tải lại lâu quá trời lâu, không có tài khoản FC. Nên bây giờ chơi lại cái mấy game bắn súng vậy. Lát nữa thì chơi game của Garena, giờ chơi game này đi. Game này khó vừa lờ luôn. Chúng ta sẽ lẻ loi. Áo khu đông người. Nếu lẽ loi là ăn hành liền. Nó trên mình 2 người kìa. Làm đấu với 47 như thế. Sao hiu quá vậy? Khu vực này có em đợi ghê vậy? Đem bom hiện giờ rồi hả? Bây giờ trong bo đây. Húi hell ôi quá ôi em sai rồi. Sao nó không cứu mất rồi? Đồng đội kiểu gì đấy? Sao nó để chết luôn rồi? Trời ơi, đồng đội kiểu gì đâu mà chơi chơi để đồng đội chết gì đó. Cái này mình phải đề phòng mới được. Chơi ngu quá, xây lên cao rồi nhảy xuống. tình vừa rồi. Giờ có ăn cục đá gì đó biến bay bay rồi. Yeah. Rồi 43 đánh với 50 luôn, cách biệt nhau có 7 thằng chứ. Súng trắng huyền thoại nếu có cái khác. Ô hai vớ lơ quỷ súp nó ơi, ghét những mấy thằng quỷ súp quá trời, không có việc làm cái gì súp rồi quỷ à. Ok, chơi luôn. Nào lên được. Chiếm đóng căn cứ ở Đà Nẵng luôn kìa à. chạy khô máu, chạy sắp mặt. Hai đẹp vừa là hỏi kệ đi luôn. Rồi 31 đấu 46 luôn, thua chắc rồi. Chơi anh à, hai thằng ba thằng đậu phộng cả đám. Ủa mình giết được hai thằng mà tăng đít quá, làm thêm dáng nữa chơi game khác nè. Game buồn, đã chơi game đang buồn rồi mà còn bị hủy sub nữa, phải chán rồi. Phải rồi, hành tính tính anh miệng hình đâu còn một đám đè bắn. Công nhận pha nó bắn một hai thằng cũng im. Game này mà cho sử dụng súng không coi khỏi say coi. Mấy thằng kia sao bắn lại mình. Sao chạy game Dead by Daylight nhiều dữ vậy ta, 2-3 tập liên tiếp, 2-3 tập liên tiếp, ít chơi Dead by Daylight lại. do your plan. Ủa cái này có giết đồng đội được đâu. Game bây giờ cải tiến rồi, đâu giết đồng đội được. Đồng đội 50-50 ngon rồi, chế độ này im ổn. Kill your fan à, game Dead by Daylight hả? Không phải. Không. Bốn tám. Bông 8 đấu với bông 8 hay lắm. Đi ngang không lụm được luôn. Phải. Với hàm méo có gì luôn. Trời ơi, hết SMG rồi, tới súng lục. Có cây súng kìa, hay quá. Bồ bồ hết hồn. Rồi rồi good good. Nó xây tháp ở đó luôn rồi, chúng ta khó có thể win hơn. Vãi nồi. Nó bắn ở đâu ghê vậy? Đừng méo gì đây, đang xoay đây. Bay không? Hè tới nơi còn đi học nữa hả? Khổ vậy. Chúng ta sẽ đi làm nội gián cho bọn nó. Rồi đậu phòng xây hết đường lên luôn. Ôi phải gì? Cái giấy chết luôn rồi, mới đậu phòng thoát ra luôn. Chơi game khác, Garena đi. Thoát game này chơi nhiêu được rồi, khó xóa game luôn.